gốc mai một người ôm luôn các bạn ơi. Gốc mai to quá trời luôn các bạn. Này các bạn thấy không? Quá to luôn, quá đã luôn. À, xin chào mọi người đã trở lại với kênh quê dừa của mình. Thì hôm nay mình đến chơi nhà của chú Út Bắc. Thì ở phía trước nhà mình thấy phát hiện ở trước nhà của chú Út có một cái cây mai rất là to các bạn. Đây mình đã xây ống kính qua cho các bạn xem cái gốc mai nha các bạn. Đó. Đây. Cho các bạn, gốc mai này rất là to các bạn. Còn cái tàn thì các bạn xem nha. Rồi khỏi nói luôn ha các bạn. Quá trời cái tàn luôn. Quá đẹp các bạn ơi. Lá thì xanh rất là xanh tốt rồi các bạn. À, mời các bạn xem lại nha. Mình quay hướng khác nha các bạn. Hướng này mình quay cho các bạn xem cái hướng này là mình thấy là hướng này là đẹp nhất nè. Đây. Mình thấy cây mai này rất là đẹp. Cây mai này chỉ có một thân thôi các bạn. Rất là cao cây này, thầy chú qua cây này khoảng mấy mét chú? Dạ cao khoảng mấy mét chú? Độ cao khoảng 6 mét thôi chú. À, cây này mình trồng bao lâu rồi chú? À, cây này trồng trên 60 năm rồi. Có chắc cây này chắc có nhiều người đến hỏi lắm ha chú. Thì hỏi, vụ hỏi thì rất nhiều. Nói chung là tại vì chưa có thấy thành ơi, anh em hỏi rất nhiều. Dạ hỏi rất là nhiều mà chưa có định bán. Nhưng mà có nhiều người trả giá, là nếu mà có trả giá cao nhất là được nhiều chú. Rồi có rể nên giới thiệu dắt người qua coi 2 tỷ. 2 tỷ rồi. Dạ 2 tỷ rồi mà chú chưa bán luôn. Dạ. Rồi 2 tỷ rồi mà chưa có bán. À, cây mai này giống như một cái tài sản của gia đình luôn rồi đó. Nếu mà trả cao hơn nữa chắc có, chú bán hả? Khoảng bao nhiêu chú mới bán được? Rồi tôi nói với thầy Sưng đó, 4 tỷ. 4 tỷ. À, 4 tỷ trở lên thì chú Út mình mới bán nha các bạn. À, 4 tỷ. Đúng là cây mai này 4 tỷ thì mình mua được đó các bạn. Cây mai thì nói chung là mình thấy ở quê hương Bến Tre mình nha. Thì cây này là mình thấy là số 1 rồi đó các bạn. Đây cây mai là số 1 của Bến Tre mình luôn nè. Quá đẹp luôn. Gốc nó to rồi thân thì một thân mà nó cao. Rồi các bạn thấy lá là tán nè. À, cũng rộng. Màu xanh nó rất là xanh nè các bạn. À, chú ơi chú có thể vô cho mọi người xem là gốc chú đo thử cái gốc của mình nó to cỡ nào nha chú. Chú có thể đo cho các bạn xem. Chú lò sát sát ở dưới à. Rồi 98 98 mình
Rồi 98 nha các bạn. Hoành 98. Quá dữ luôn. Hoành 98 luôn. Mình chui vô giữa cái cây mình quay lên cho các bạn xem nha. Hoành 98 luôn. Bên cây mai hoành 98 của bác gốc chú Út thì có cây mai này có gốc độc quá các bạn, gốc độc quá nè các bạn ơi, cây này chừng nữa lớn lên là đẹp lắm chú ơi. Đây cũng đẹp nè. Rồi một lần nữa mình mời các bạn xem lại cây mai hoành 98 nha các bạn. Cây này chỉ có một thân thôi nha các bạn. Một thân á. Cây mai này chú mình dự định là bán 4 tỷ chú mình mới bán. Có người hỏi 2 tỷ rồi mà chú mình chưa có bán nha các bạn. Cây này mà mình thấy thuộc về cây mai này cũng quý nha các bạn. Khó mà tìm được cây mai nào mà gốc nó to và cái tàn cái tán nó đẹp như thế này các bạn. Khó tìm lắm các bạn. Ở khu vực mình thấy cây này giống là cây mai này mai vua ở khu vực mình nè các bạn, không có cây nào nó đẹp bằng cây này nữa hết á. Đây là chủ nhân của cái gốc mai 4 tỷ nha các bạn. Ở phía trước của nhà của chú thì trồng rất là nhiều cây kiểng nha các bạn, có nguyệt quế có nè, bên kia thì cũng có những cây vú sữa. Rồi xa xa ở phía trước đó các bạn có gốc khế. Gốc khế cũng rất là đẹp nha các bạn. Cái gốc khế đó bao nhiêu lâu rồi bác? Cây đó dài 30 năm rồi. Dài 30 năm rồi các bạn. Mình quay cái gốc khế luôn nha các bạn. Giới thiệu luôn cho các bạn luôn. Ok cũng rất là đẹp. Ok cũng rất là đẹp nha các bạn. Gốc khế này nếu mà có các bạn xem thì các bạn hỏi mua bác bán không? Bác cười không các bạn ơi, chắc cũng nửa muốn bán mà nửa muốn không nè. Nửa muốn bán mà nửa muốn chưa. Nếu trả giá mà được cao cao thì chắc bác bán ha. Cũng bán luôn. Khá giá và bác mình mới bán. Đúng là cái ốc này thật là rễ cũng rất là đẹp. Bây giờ cũng gốc này cũng được mấy chục năm rồi các bạn. Quá rễ cũng đẹp quá nè.
À, có cái nhánh nhỏ nhỏ đưa lên giống cái con gì, giống cái con chim gì quá nè. À, giống con chim gì các bạn. Chim hay là con công gì nữa các bạn. Này cái khế gốc khế này bác, cái ta nó gọi là cái thế gì mà bác, mẫu tử hay là gì không bác? Này tôi trồng chơi chứ tôi cũng chưa biết con nó Không là không cái gì, tôi thấy nó hả? vậy tạo thấy đẹp đẹp để À, chơi. thấy đẹp đẹp là để lại chơi trồng chơi, còn các bạn thấy đẹp các bạn thích thì các bạn ghé hỏi mua, thì hồi nãy mình hỏi bác thì bác nói à, nửa muốn bán thì nửa muốn bán, nửa muốn không. À, hay mua, hay mua cao cao rồi bác chắc bác bán. Bác bán cây khế này bác chắc bứng mấy cây mai vòng vòng thế vô chỗ nào chỗ này ạ. À. À, mình quay cho các bạn xem cái tàn của cái cây khế nha các bạn. Rồi mình mời các bạn xem lại cái gốc của cây mai hoành 98 nha các bạn. Mình sẽ xây vòng vòng cái gốc cho các bạn xem ha. À, gốc thì được bác mình vô phân rất là nhiều nha các bạn. À, rễ mình thấy nếu cái này mà mình bươi bươi xuống một chút nữa cái lớp phân này chắc còn rễ chắc đẹp lắm bác. À, à, nếu mà mình cái gốc mình cho thấy được cái rễ xuống mình phải bươi xuống một chút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cái gốc cho các bạn xem cái gốc. À, một phần của phía trên của rễ nha các bạn. Này, rễ hình thấy xung quanh ra rất là đều nha các bạn. Rất là đều luôn. Gốc mai một người ôm luôn các bạn ơi. Gốc mai to quá trời luôn các bạn. À, các bạn thấy không? Quá to luôn, quá đã luôn. Rồi video quay về gốc mai hoành 98 của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. À, hẹn các bạn vào video tiếp theo nhé. Nếu thấy thích thì các bạn nhớ bấm like, comment và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Các bạn nhớ bấm đăng ký để tiếp tục xem những video tiếp theo của mình nha các bạn. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé. Xin chào.